HT Shop xin giới thiệu cho các bạn sản phẩm fan PE 0,5 mm siêu mỏng và fan PE 1 mm. Đây là hai kích thước tiêu chuẩn để lót fan sữa PCB. Vị trí lót như các bạn đang nhìn đây. Mình sẽ lót phía trên bằng mạch PCB và phía dưới cái lớp fan giữa. Trên cùng là plate và đây switch. Cách sử dụng thì ta sẽ cắm switch xuyên qua đây, chúng ta sẽ cắm xuyên qua cái lớp fanpe. Đây, con lấy keycap. Tăng được cảm giác bấm và tiếng sẽ pop hơn. Các bạn có thể nghe thử. Chúc các bạn thành công.